Cô sao vậy Linh? Thì từ nhỏ tôi đã bị mọi người đem ra so sánh với chị hai rồi. Ba mẹ tôi cũng vậy nữa. Tôi làm cái gì sai hả? Mà tôi không bằng chị là lỗi của tôi hả? Sau khi cãi nhau với ba mẹ vì bất đồng quan điểm, chị bỏ lên thành phố. Có một mình tôi à, một mình tôi chăm sóc ba mẹ. Vậy mà họ cũng coi tôi như có, như không có vậy. Sau này cũng vì họ, tôi lên thành phố tôi tìm chị. Nhưng mà tìm được rồi thì ngay cả khi chị mất rồi, anh Bình vẫn yêu chị. Anh Bình đã thậm chí rồi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cô. Cũng tại tôi cố tình công kích anh trước. Vậy mà tôi cứ tưởng là cô cố tình gây sự, kiếm cớ đeo đuổi tôi chứ. Thôi đi về, đừng có kiếm cớ mà trốn việc đó. Nhưng mà nè, tại sao cô lại kể cho tôi nghe chuyện này vậy? Cô kể cho ai nghe chưa? Chuyện này tôi chưa có kể cho ai nghe hết á, kể cả anh Bình luôn. Vậy tại sao cô kể cho tôi nghe? Tôi cũng không biết sao cô kể cho anh nghe nữa. Đi về. Khoan đã, trả cho cô nè. Vậy đưa cho ông chủ quán cà phê của cô đi. Em nghĩ là chị Phương có nỗi khổ riêng của chị. Tại vì hộ khẩu chị không có, con gái chị gặp rất nhiều khó khăn, nên bắt buộc chị phải dựa dẫm vào tên pha chế cà phê. Thì cô làm đúng mà. Không lẽ bây giờ chờ tao ra mới làm giấy khai sinh? Cũng may tao được ân xá sớm, không thôi là không gặp mày sớm vậy đâu. Anh tính làm ở quán cà phê đó luôn hả? Anh thấy vậy có uổng phí lắm không? Hiện giờ trong giới giang hồ tên tụi anh vẫn còn lớn lắm, rất nhiều băng đảng đang muốn có anh. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Tao không muốn mất thêm thời gian nữa. Tao đã mất quá nhiều thứ rồi. Xe này anh. Mời anh. Có chuyện gì hả con? Con sắp có bài kiểm tra chất lượng đầu năm rồi mà không có ai, chỉ con ôn hết. Chú nghĩ chỉ là bài kiểm tra chất lượng đầu năm thôi mà, có gì đâu phải lo. Nhưng mà lỡ như điểm kém thì ba với dì sẽ rất là buồn. Ồ, chú nghĩ là học tại thi phận, con đã cố gắng hết sức rồi, không gì phải buồn.
Nhưng mà trong lúc thi con không biết thì sao mà cố gắng được. Vậy là cả mùa hè qua con chỉ học đàn, bài với dì không có bài cho con hả? Dạ dì thì thỉnh thoảng có. Vậy còn ba? Chú đừng nói chuyện này với ba và dì của con nhé. Ba và dì sẽ rất là lo lắng đó. Chú hứa nha. Ờ, chú hứa. Chú sẽ không nói đâu. Nhưng còn bài kiểm tra thì sao? Vậy thì chú giúp con đi, giúp con ôm đi. Cái gì? Chú giúp hả? Ờ, cái này để vô tính lại cái. À, tính gì nữa? Lỡ như con thi điểm kém vậy chú có buồn không? Buồn chứ. Sữa có rồi, sữa có rồi. Uống sữa đi con. Uống sữa bổ não, thông minh lắm á. Để chú chút nha. Nè, mày học giỏi toán không? Xuất sắc. Giúp tao, để tao chỉ bài cho con tao cái. Chuyện này ông chú khỏi lo. Con bé, cứ để em ôm cho nó. Mày Duyên à, mày tính làm tao mất mặt trước mặt con tao hả? Chứ giờ ông chú tính làm sao? Em không phải là Doraemon, không thể nào cho ông chú ăn cái bánh mì trí nhớ được. Mày nói nhiều quá, mày chỉ cần chỉ cho tao, tao chỉ lấy con tao thôi. Đâu? Trời ơi, nhìn bút bi. Đúng rồi, nên giống mực rồi đó. Trời đất ơi, mấy cái bài này là mấy cái bài căn bản mà sao con bé không biết? Ông chú không biết làm luôn á hả? Ừ, tao chỉ biết đánh lộn thôi. Đứa nào tao đó không nghe, đấm vỡ mặt. Nghe ông chú nói vậy à, em cũng đã khẳng định là hai cha con ông chú rất là giống nhau mà. Ê, kêu ra chỉ hay kêu ra chọc quấy hả? Không phải, ý nói vậy thôi thì giờ em chỉ nè. Mấy cái bài này dễ. Bây giờ nè, sáu cái viết phải không? Nhân thảo thử gì? Mày điên hả? Chỉ đi, con gái tao nghe sao? Qua kia. Lẹ. Chỉ bài mà núp lùm mà. Chữ bờ là phải dù vòng vậy không? Quen với dễ. Thái độ gì vậy mày? Hỏi thiệt nha. Hồi xưa ông chú đi học, ông chú có bị cô giáo đánh không? Rồi ông chú có đánh lại không vậy? Ê, mày hỏi số ốc hả mày? Tôi hỏi để biết thôi. Ngày xưa đi học ông dở nhất là môn gì? Môn gì tao cũng dở. Vậy còn môn gì giỏi nhất? Đánh lộn. Còn mày? Hồi xưa đi học dở nhất môn gì? Môn gì cũng giỏi. Giờ dở nhất môn gì? Đánh lộn. Đương nhiên rồi. Những cái tứ chút ác em biết rồi. Ai dám đánh mày? Đánh mày là mang quả đó. Nè ông chú, lúc nào ông chú cũng đánh lộn vậy? Mình là người thông minh, phải luôn luôn sử dụng trí tuệ, không được dùng sức. Nói gì? Mày ám chỉ tao hả? Không. Mày ám chỉ tao đúng không? Không. Ừ. Nhưng không sao, mày có khí chất. Mình phải dùng trí để tống khứa thằng cha này ra khỏi homestay hạnh phúc của mình và My. Ông chú. Gì? Yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông chú trở thành người hùng sư phạm trong mắt của Diễm Mai, với một điều kiện. Rời khỏi homestay. Ông chú rất thông minh, nhưng sai rồi. Điều kiện của tôi là lúc nào ông chú đứng nói chuyện với tôi, ông chú cũng phải ngước nhìn tôi. Mày ra điều kiện gì khó cho mày? Mày lùng tịch à? Sao tao ngước lên nhìn mày được? Cái đó là chuyện của ông chú, khó là khó ở cái lùng. Tôi lùng nhưng làm mọi cách ông chú phải ngước nhìn tôi. Được, mày muốn đúng không? Phải. Ê, nè, ông chú làm cái gì vậy? Nè, tôi sợ độ cao lắm, tôi sợ độ cao. Mày bơi không? Không biết bơi, không biết bơi, nhà con một, nữa nhà con một. Vậy điều kiện được bỏ chưa? Không, bỏ đi, qua điều kiện. Rồi, điều kiện tiếp theo. Điều kiện tiếp theo là lúc nào ông chú đứng trước mặt Trà My, ông cũng phải nói những lời khó nghe, thậm chí là khinh bỉ cô ta. Còn ngược lại, trước mặt tôi, lúc nào ông cũng nói chuyện cũng phải thật sự dễ thương,
thậm chí là nựng tôi nữa. Nựng như vậy đúng không? Cái này là tán, và đặc biệt không bao giờ khinh bỉ và luôn luôn trân trọng tôi. Rồi tiếp. Và điều kiện cuối cùng là quan trọng nhất, là nói trong vòng tuần sau ông phải làm đủ mọi cách để Trà My đuổi cổ ông ra khỏi homestay. Điều kiện à, dạ. Điều kiện cái gì? Này này này, ông dám ra điều kiện ở đây ở cà chó cà chó không, không có cà gì đâu. Ê, này này ông chú đừng My này, này, này. Đau quá nè. Cái Trà My Thái này đứng lại đi chứ.